Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Huy Linh. Mình là Linh. Tôi là Phượng. Ngày hôm nay bọn mình đang có mặt tại lễ hội Singapore, nơi có rất là nhiều các triển lãm, những văn hóa, những ẩm thực và du lịch của Singapore. Còn bọn mình sẽ lựa chọn đó là con phố ẩm thực, bởi vì mình là những tín đồ của ăn uống. Dù chúng tôi có mặt từ 10 giờ ở hội chợ, thế nhưng mà do ban tổ chức quyết định là bày ra đấy thôi nhưng không được bán, 12 giờ mới được bán, bởi vì phải tổ chức sự kiện theo kiểu phát biểu, mấy người kiểu nguyên thủ phát biểu xong thì mới mở bán. Thế nên là chúng tôi đã chọn vào McDonald's để ăn chống đói, chúng tôi đói lắm rồi. Đây. Món ăn đầu tiên là món kem của Chip Quang Heng các bạn ạ. Đây, món kem trà xanh kẹp bánh, để ăn thử nhá. Hơi thoang thoảng vị trà xanh thôi. Cách mix cũng rất là lạ, kiểu có bánh ở ngoài xong rồi có cả kem ở trong ấy, rất là hay. Chocolate còn có cả chocolate chip nữa này. Chocolate chip được kiểu những cái hạt chocolate ở bên trong ấy. Kem rất là mát và có vị ngọt vừa. Đối với mình thì mình rất là thích cái món này nhưng mà không biết là chị thế nào. Liên ngọt thì nó hơi ngọt. Chứ lại cái bánh về cái kem không liên biết hiểu với nhau. Làm cho cái bánh mì nó bị ỉu ấy. Không, như thấy bánh mì thì ngọt, còn đâu có kem thì không ngọt lắm đâu. Kem rất là vừa phải. Nên là các bạn ăn cảm giác rất là thích. Mình cảm thấy cái món trà xanh này rất là ngon. Với vị của anh thì cảm thấy rất là bình thường, không ngọt. Hay là mình kiểu thích ăn ngọt nên là mình cảm thấy bình thường nhỉ? Em thấy trà xanh ngon hơn. Em thấy trà xanh ngon hơn. Nếu mà cho để chấm điểm thì trà xanh sẽ được 9 điểm, còn cái này cho là 7 điểm thôi. Nhưng mà em thích cái này tại vì có chocolate chip em thích. Mọi người ơi, bọn mình đang xếp hàng và đây là những sản phẩm mình đã phải phân công. Mình thì phải xếp hàng cái món cơm gà 2 đô nổi tiếng, còn em mình thì xếp hàng với món gì đây nhỉ? Black carrot cake. Còn đây, bạn Phượng đã phải xếp hàng hai món liền. Tớ sẽ phải đứng 46 phút để ăn món. Đây là món chili crab. Còn tớ là 49 phút. Món này mình mua 50.000 và có hai loại, một loại là dry và một loại là black. Mình hỏi người ta thì người ta bảo là cái black này ăn ngon hơn và ngọt hơn. Ok. Nên mình sẽ chọn cái này. Còn đến sau món này là bạn mua bao nhiêu tiền đấy? Món này của tớ là 100.000. 100.000. Đây là món sốt cua ngọt. Ở bên Sing ấy thì nó hơn 1 triệu một set. Cùng hơn 1 triệu. Cùng với cả con cua rất là to. Nhưng ở đây của tớ chỉ có sốt của cái đấy thôi và một chút thịt cua này. Cái này trong thành phần mình hỏi là có củ cải này, có cà rốt, tất nhiên là phải có cà rốt và một cái sốt màu đen. Ăn 2 thìa. Không có 3 thìa. Em xin 3 thìa. Khó giảm thế. Em thấy sốt nó giống cái sốt tương đen đúng không? Đúng rồi, sốt tương đen của giống nước. Giống sốt của tương đen Hàn Quốc. Nó kiểu vừa... có củ cải đắng đắng một chút. Nó được kiểu như là nó có nhuyễn trứng, ra. Nó có trứng đấy. Có trứng ra. Có trứng này, có kiểu như là lúc đầu mình nhìn là tưởng cơm hơn nhưng mà đây là chính là bánh. Còn đâu cái vị cà rốt thì không rõ lắm. Nó có vị của tương đen bị nhiều bởi vì có thể là tương đen nó đã át đi. Có rõ nhất là vị của trứng này, vị của tương đen. Còn đâu vị cà rốt các thứ thì chưa rõ lắm. Em chỉ ngậm cảm nhận thấy vị tương đen. Công nhận. Mình cảm giác giống cơm rang. Như kiểu mì với mì nhưng mà mì rất là nhũn ý. Nói chung là đậm vị trứng với cả vị tương hơn. Họ làm rất là nhừ. Họ nhừ. Cái này kiểu như là hầm rất là lâu ấy. Không phải hầm đâu. Ăn thấy bánh thấy sao đã? Bánh bao, như kiểu bánh bao. Giống bánh bao chiên. Giống bánh bao chiên bình thường thôi. Cái sốt này có một chút vị cay. Kiểu đúng là sốt ý. Kiểu sốt ý. Đâu ơi cay đấy. Cay nhở, nhưng mà cay. Em chỉ thấy vị cay thôi, chả thấy cái vị gì luôn ấy. Bánh bao thì bánh bao giống bánh bao chiên bình thường ở Việt Nam. Còn súp thì đậm cay, có nhiều cái vị của cay, của tương ớt. Nó có vị ngọt nữa. Còn cái vị cua ở đây không rõ lắm đâu các bạn. Đấy, trong lúc mà vẫn đang xếp hàng ở quán cơm gà 2 đô thì bọn mình ăn được rất là nhiều món rồi. Mọi người pack nhiều lên tại vì có mỗi cái 3 cái bánh thôi mà. Nhưng cái đấy thì nó sẽ chẳng khác gì sự tích của mình cả. Đúng rồi. Bò nó hơi bò nhưng mà bò nhiều. Hay là vì 100.000 ở Việt Nam thế là không thể nào mà đáng giá bằng cái giá 1 triệu ở Sing. Nhớ là hơn 1 triệu. Còn cái này phải mang vận chuyển từ bên Sinh sang. Thế nên là cái hương vị của nó không được giữ được tươi, được ngon như là mua ở bên Sinh các bạn ạ. Em vừa ăn được một miếng cua. Rất là ngon. Ui giời, em tưởng cái gì. Cua trong này nè. Đây là một bát mới được một miếng cua. Bây giờ mình sẽ xin một miếng đi, một miếng rất là to đi. Đây này, đây này, vớt lên, đó. Đây, đây là cua này. Bây giờ mình sẽ thử ăn miếng cua thần thánh nha.
phẳng thật thấy luôn. Ăn gì không? Giống cái cua bình thường mà. Giống mấy cái quán kiểu ngọt ấy. Giống mấy cái quán Mr. Cua ở Việt Nam thôi. Mình đang rất là kỳ vọng cái món đặc trưng nhất ở đây, đó là món cơm gà. Không hiểu rằng là một tiếng nữa mình sẽ trải nghiệm nó như thế nào. Thịt lợn ạ. Wow. Một túi 200g của nó là 260.000 các bạn ạ. Đây, cái quán nó ở đây này. Biển màu vàng này. Cái này nó ngọt ngọt giống vị của lạp xưởng. Lạp xưởng tươi. Đây á. Lạp xưởng tươi. Linh ăn này thế nào? Em ăn thấy ngon mà. Em ngon. Đúng, anh cũng rất là thích ngon nhưng mà em kiểu là xưởng. Nhưng anh mà mỗi tội là nó đắt. Công nhận đắt, 200g mà 260.000 các bạn ạ. Đây một cửa hàng trà sữa duy nhất ở hội chợ ngày hôm nay. Trà sữa Ly Hồn Phi. Như kiểu ly hôn ấy. Trân châu ngon nhỉ? Trân châu giòn ngon. Kiểu trà rất là thơm. Trà thơm nhưng mà anh cũng thấy ngọt quá. Bị hơi ngọt. Mặc dù đây là chờ đá tan rồi mà vẫn đã ngọt rồi ấy. Thế á? Nhưng mà anh thấy cái vị nó cũng không khác gì ở Việt Nam lắm đâu. Nó cũng bình thường. Thì mình trà sữa của em giống đinh ti hồng trà. Nếu mà mua thả mua mấy cái vị hồng trà 30.000 ở Việt Nam uống còn dễ chịu hơn, đỡ phải xếp hàng các bạn. Các bạn thân mến, đúng 1 tiếng 15 phút chúng tôi chờ xếp hàng để có được cái món cơm gà này. Wow, bây giờ rất là hồi hộp là giây phút để thử xem là 1 tiếng 15 phút đồng hồ qua có đáng giá hay không. Wow, thịt gà này cảm giác cũng... Ôi nó mịn nhờ, thịt gà mịn cực luôn ý. Khá là chắc thịt... Chứ ăn là biết chắc. Mịn thì chắc rồi mà. Thì là thấy chắc. Mịn với chắc khác nhau rồi nhỉ. Cảm giác thịt nó rất là mịn ý. Ôi mùi giống... chè, à nhầm, cái thịt kho tàu ấy. Mùi nhỏ luôn. Thịt gà mềm. Nó rất là mềm. Mềm. Và cảm giác như kiểu gà công nghiệp ấy. Nói chung là nó cái sốt nó bị đắng, cái kiểu đắng ấy mà bị đắng quá. Cái sốt nó kiểu như có cả nước hàng đúng không? Ừ. Có cả vị của nước hàng, nước tương. Nước tương lại. Hình như là Singapore sao có vẻ thích tương đen đúng không? Ừ, kiểu tương đen. Nói mình còn mình ăn thế. Thịt gà rất là mềm, bở, không chắc như ở Việt Nam đâu. Việt Nam, người Việt Nam mình thì thích ăn những cái loại gà như kiểu gà màu đậm, rất là dai, chắc hơn. Người nước ngoài thì họ thích ăn gà, ví dụ như gà thì họ thích ăn là ở phần trắng. Ở phần lườn. Đúng rồi. Người nước ngoài thì người ta lại thích có xu hướng là ăn những cái phần lườn. Em bảo con em thì nhiều thịt lườn. Hơn. Mọi người cái quan niệm mọi người bảo là chỗ đấy có nhiều chất dinh dưỡng hơn mà không bị béo. Tức là mọi người không bị béo, còn Việt Nam mình thì hơi ngược lại. Việt Nam mình lại thích ăn những thứ gà chắc. Thế nên là cái phần thịt gà của cái món cơm gà $2 nổi tiếng này thực sự không quá hấp dẫn cho người Việt đâu. Thực sự là do đông nên là mọi người phải muốn thử xem là nó phải như thế nào mà tại sao đông như thế. Tại sao bác ấy là kiểu như là master chef đúng không? Cơm này thì là gạo Việt rồi, không có gì đặc biệt. Nước sốt chắc là do đông quá phục vụ. Đông quá phục vụ, khá là đông. Tôi thấy là kiểu quá công suất rồi mà chỉ có 3 người phục vụ thôi. Cái món nước gà này thực ra còn không ngon bằng cái món gà quay ở Việt Nam hay bán. Gà quay. Kiểu có cái Lạng Sơn rồi là gà quay ở những cái cửa hàng vịt quay lại. Vịt quay, gà quay ấy. Thực ra của Việt Nam còn ngon hơn. Có thể là phù hợp với cả người Việt Nam hơn. Còn đâu cái này thì là sẽ phù hợp với cả người nước ngoài, người dân của Sinh. Anh thấy sốt cũng hơi đắng. Không ạ. Anh cũng thấy sốt hơi đắng. Mình bị đắng đắng. Nó có cái vị gì đó ăn một lúc thì sẽ thấy là có vị của mùi thuốc bắc. Đúng không? Các bạn có thấy cái vị của thuốc bắc không? Kiểu như là gà này được hầm với cả một ít các loại những cái loại quả của thuốc bắc ấy. Mình không biết là loại quả gì. Nếu mà nhìn một cách khách quan với cái giá là khoảng là 30.000 tiền Việt Nam thì có được một suất cơm gà, có cả cơm, cả nước sốt gà và cả thịt gà như thế này thì thực sự để mà tìm kiếm ở Việt Nam có một quán nào như thế này thì hơi khó. Nên các bạn hãy đến thử ăn đi để xem là một vị đầu bếp nổi tiếng của Singapore, một vị đầu bếp nổi tiếng trên cộng đồng như thế thì liệu rằng so với những đầu bếp Việt Nam thì họ như thế nào. Tất cả là phụ thuộc vào đánh giá của các bạn. Các bạn hãy thử đến nhé. Ok, đây là phần review và cảm nhận của mình. Còn không biết là các bạn sẽ cảm nhận như thế nào thì là mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng. Nếu như các bạn ăn cơm gà $2 nổi tiếng của bác MasterChef Singapore này rồi thì các bạn hãy cho ý kiến để bọn mình cùng biết nhé. Và bây giờ xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần review lần sau. Xin chào.